Xin chào cả nhà đã trở lại với video tiếp theo của gia đình mình nha. Thì trên tay mình là một cái gỗ trứng gà cả nhà, nhưng mà không phải trứng gà lạc nha, cái này như là trứng gà lộn. Từ đó giờ mình ăn trứng vịt lộn nhiều rồi, nhưng mà chưa có bao giờ mà ăn cái trứng gà lộn này cả. Hôm nay mình thấy cũng lạ lạ với tò mò, bởi vì mình có mua gì về nè, rồi hồi luộc ăn thử coi như thế nào cả nhà. Nãy mình mua 25 trứng mà nó bể đâu mấy trứng này. Như trứng này bể nè, bể đâu 3-4 trứng vậy. Thì giờ trước hết mình sẽ đi rửa sạch cái phần trứng này nha cả nhà, rồi đem luộc. Vậy là cái món hộp gà lộn của mình cũng đã luộc xong rồi cả nhà. Đó giờ thì cha con mình giúp yêu là ăn toàn hộp gà vịt lộn không à, chứ chưa có bao giờ mà thử cái món hộp gà lộn. Cha đó thì cha có ăn chưa? Cũng có chứ. Vậy hả? Thôi chứ hay ta. Chứ mà hồi mấy lần cái ổ gà mình nó... Cái đó là gà nhà ha. Gà nhà mình ăn. Thôi thì giờ mình mời cả nhà ăn chung với cha con mình giúp yêu nha. Cũng ngồi chung. Cũng mới đem ra luôn, còn nóng lắm. Trang đi chưa? Con không biết sợ con bự con đây nè. Mình mua mình đâu có biết đâu. Ồ, con út ngon ta. Úp mẹ chơi. Không biết con có trà sao nha. Úp mẹ nè. Người nhận thích. Chén cái con út úp mẹ cái này. Sao chưa? Con có ăn được. Con này bán. Nay mình ăn chung với muối tiêu. Muối tiêu tắc. Muối tiêu tắc. Với sáng có hai mớ rau găm nè cả nhà. Mà nó hơi bị sâu nha. Mà rau này không có xịt thuốc thì nó sâu cả nhà. Rau găm nhà luôn. Rồi, ăn thôi. Trứng này được rồi chơi. Con mua tại lò ha, là ở ngoài con mua lò đó chứ ở ngoài không có bán đâu, khó bán, tìm người bán lắm. Rồi mà cả nhà nha, úp miếng nước thử rồi cả nhà. Miếng nước cái ngọt. Nay ra xin cẩn thận ăn. Dạ dạ không quên. Để nguyên cọng ăn, úp tước từ từ mà ha. Sáng con luộc cái nước dừa. Cái ngọt phải này. Đó giờ mình ăn hộp gà, hộp vịt lộn á, làm để trong chén thôi mà. Lần này lần đầu tiên mình ăn để trong ly, mà ăn theo đúng là phải ăn để trong ly mới đúng cả nhà. Còn mình lúc trước giờ mình ăn để trong cái chén cái mình tắt ra không à. Đúng rồi, ăn trong cái ly mới đúng. Mà đúng rồi, cái chung mới đúng á chứ. Cái chung nhỏ. Con vừa ăn lắm cả nhà. Không đỡ múc. Được.
cái món hộp vịt lộn là cái món yêu thích của cha mình. Cha mình yêu thích món vịt lộn, hộp lộn, súp mè ngon quá. Hộp vịt lộn, hộp gà lộn này ăn cũng giống giống như hộp vịt lộn cái nha, nhưng mà mình thấy cái nhạy á nó mềm hơn á, hay là tại mua đặt ngày sao cho không có chai không mềm mềm. Trứng thứ hai nữa, thì nhớ đó con biết ăn hộp vịt lộn là cũng nhờ cha đó cha. Con nhớ là cái khúc nào, cái giai đoạn nào không? Đau quá cha nghe. Mà nói cha nhớ là nhà mình có trồng dưa nhớ không? Cái mỗi lần mà cha đi bán dưa cha chở con heo, cha thở bằng cái xuồng máy đó. Cái mà mỗi lần đi về ăn cái cha mua cho con hai trứng vịt hộp vịt lộn. Mà đó ăn hộp vịt lộn á ngon lắm cả nhà. Mỗi lần mà thích đi, mỗi lần mà cha đi bán dưa đòi heo, đòi heo ăn hộp vịt lộn á. Cái cha mua cho con hai trứng ngon ăn. Mà trời ơi đó, cái con đó, nó bự chảng rồi cả nhà, chứ đâu có được cúp mề đâu. Không biết cha mua ở đâu mà nó bự chảng rồi. Mua mà đâu có lựa đâu, không biết đâu lựa không. Được con gì ăn nó. Mà ăn đại luôn. Ăn dễ mà ăn ngon. Mới đầu thì những cái con cũng sợ lắm kìa. Cái từ từ cái hồi lúc đầu á con ăn đâu được đâu, cái ăn đưa mấy con bự bự cho ăn không à. Cái sau đó cha cho ăn cái vậy á, cái màu vàng vàng á. Cái từ từ ăn được cái thấy nó ngon. Rồi, mà cái nhà nữa nè. Đó giờ cũng không ăn một gà lộn gì cả nè, không có biết không. Mình cũng sợ lắm. Luộc vậy chứ không biết họ ăn được hay không. Sợ con bự với miệng. Còn con úp mè thế này là ngon rồi. Tính ra nó mắc lắm, nhưng con hơn hơn hộp vịt lộn. Hộp vịt lộn mắc hơn không? Cũng vậy nha. Hộp lộn thấy cũng vậy. Con hồi nhỏ lúc mà cha nuôi được đẻ, trời ơi, sáng là đẻ rồi con chạy ra con lụm trứng mà luộc ăn. Mà luộc ăn nói vậy chứ ăn một thời gian úp rửa bữa đầu rồi sao trời ơi nó ngán, thấy hộp vịt lộn này nó thấy hộp vịt là sợ rồi. Lạc á gió, cái này gió mát gì tùm đó. Giờ mình gia đình mình nó cá nhập cũng có nhiều nghề lắm, làm kinh tế mà thấy ngày nào có lợi mình làm, trong đó có cái nghề nuôi vịt đó nhỉ. Mà mình nuôi vịt xong mà mình tản luôn, tản tới giờ luôn. Nói chung á, mình nuôi á thì mình cũng cảm thấy vui lắm cơ, tại vì mỗi lần mà mình cho vịt ăn gì á mà mình nhìn cái bầu dìu con vịt á nó căng á, mình cảm thấy vui trong lòng. Là bữa nay mình cho vịt ăn mà vịt nó no vậy là tối nay nó đẻ sẽ nhiều. Tại đó cha mình nuôi vịt là vịt đẻ cả nhà ơi. Cái sáng vậy á, cái lụm trứng, trời ơi mỗi lần lụm đâu ít đâu ra. Nhớ mỗi lần cũng mấy trăm trứng á, ta thúng. Mà mê lắm kìa. Mà làm thì vui mà cũng cực thiệt cả nhà ơi. Tại vì nuôi vịt chạy đồng là mình phải bôn ba lụm lá chứ. Nay đồ này mai đồ kia. Chứ không có phải cố định chỗ đâu. Cái nghề nuôi vịt là vậy, chạy đồng là vậy đó. Rồi bữa đó cha chạy lên tới Long An cho. Trời ơi. Mà nhớ có một cái ký ức nhớ tới giờ luôn chưa? Không vô thì chụp hả? Trời ơi, thuốc chụp á. Bữa đó vịt của mình cũng chưa có đẻ cả nhà. Còn vịt thịt mà để nuôi để vài tháng sau cho nó đẻ đó. Mà bữa đó người ta gãi thuốc chụp ở trên cái ruộng á. Mà người ta cũng có nói với mình rồi.
À, bữa đó trời mưa, mưa bữa lớn quá đi, mưa bữa đó nói xong nó nói để chú đó nói là chiều nay chú gãi xúc chuột ở trên cánh đồng này nha, cũng có nói thông báo với mình vậy. Cái bữa đó đang cho vịt ăn cái tự nhiên đâu mưa quá trời chứ, quá trời mưa, mưa lớn, mưa lớn vậy con lùa vịt không được luôn, nghĩa là nghĩ ra có mấy 600 con phải không chưa? Ừ, đâu cũng không chứ lượng mấy trăm con á, 600-700 con á, mà con lùa đâu có xể đâu, tại vì mưa lớn quá đi trời, con dầm mưa hen, mà con lùa dịch bên đây nè, trời mưa sấm chớp nó đánh đằng kia, trời ơi nó sợ, lúc đó mình còn nhỏ nữa cả nhà, trời ơi trời, xong rồi mình lùa không được, cái mình chạy vô trại mình ngồi ấy luôn, ở luôn, tại vì quá trời mưa rồi, mưa sấm chớp sợ quá đi, rồi xong ở đây dịch nó qua cánh đồng mà ta gãi thuốc chuột nó ăn, trời ơi rồi nó chết cả nhà ơi. Công nhận hút chuột cái chết nhá, nó ăn xong cái nó quay liền luôn á nha, con vịt á. Bà cũng thấy con sợ á, cái ngồi đó con khóc một mình luôn. Hồi đó cha đi với vịt là chỉ có cha con mình nè. Mình mới nó còn nhỏ nữa, xong mày cha về ta thấy mình khóc cái cha hỏi vụ gì, cái cha mình chỉ cái đám vịt chết trời đó. Cha nhìn ra cha nói không sao đâu, để cứu được nào cứu. Hồi đó, bữa đó cha đi phụ tám, bữa sư dựng tám lập nhà, dạ. Phụ. Trời ơi thiệt chứ, đau khổ rồi chứ. Tại vì ta biết sấm chớp chứ không chịu tao, sợ sấm chớp. Bữa đó con chừng 11-12 tuổi chứ gì. Mà giữa đồng mưa gió làm gì. Mà nguyên cánh lồng đồng chỉ có cha con mình cái trại dựng lên trại cả nhà, chứ không có hàng xóm gì tên á. Bởi đâu có ai, đâu có kêu người ta giúp đỡ đâu được đâu. Cứng này cút nó bị rời rồi. Cái nhầy này nó cứng quá. À, bỏ đi. Nhầy nó bỏ. Đó là cái thầu đó thì có tàu gì đẻ lời. Vậy là như thầu mấy tháng sau đẻ chứ gì con nhớ vậy đó. Mà cực chưa? Tôi được bây giờ tôi hết được rồi. Đâu có chạy đồng như hồi xưa đúng không? Bây giờ nếu như có chạy đồng là phải mua đồng, mua đó. Bây giờ khó khăn. Để phải tống lùa để ăn. Giờ công hai mấy 30.000 gì đó. Mình mua trước rồi mình mới cho vịt lại ăn. Có vụ đó nữa. Bữa đó dịch chết mà chắc đóng nắm ảnh luôn cái nào. Cho người ta mà không dám cho. Cho sợ người ta ăn biết có gì không. Mà hút chuột cũng ghê lắm nha. Không chết liền nhưng mà không được ăn, có người ăn nó nóng. Ăn cái nóng mấy mình đừng có ăn. Mình nuôi cái măng không. Mà bữa đó cha tiết đó nha. Cha tiết một cái thấy dịch chết quá, một cái giờ cũng mừng ra. Ghê lên đi ra. Cũng ăn. Bởi đó khó khăn là vậy đó nha. Khó khăn, gia đình khó khăn mới đi bôn ba. Mà đi bôn ba thì gặp cái gì đâu không. Rồi gửi đủ thứ đó nha ơi. Ở đâu nhớ, ban ngày thì cha kêu con giữ vịt. Ban đêm thì vịt nó ngủ rồi, nhốt vô chuồng rồi. Thì hai cha con đi xuống sông nhăn lưới kiếm cá để ngày mai có cái để ăn á. Chứ ở trong đồng trong hốc mà đâu có ấy đâu. Đâu có chợ búa đâu đâu cả nhà. Có nhưng mà xa lắm phải không chồng? Nó xa lắm. Xa mà ở trong giữa đồng đó lâu lâu mới có người đi chợ mình gửi. Chỉ là có cơm, có gạo, nước mắm rồi. Đồ ăn mình tự kiếm. Lúc đó cá gì đó. Đó cá có. Mình nói ra là có đại lưới nha. Ban đêm cái con ra đi ăn lưới. Vậy mà cá nhiều. Còn rau đó, rau bưng súng, rau mát cái gì đó. Mà chú vịt ăn ra ngoài đồng không mà chứ đâu có được dọn mấy đâu cho đây đâu. Kiếm cái lá chuối cái mình lót ở dưới dưới đất á. Cái đem cơm cái ăn. Cha cái cha thấy không có ghê không, cái cha đi bứt cái gì nè. Cái kèo nèo. Tôi nhớ là kèo nèo chứ không phải tơ tượng. Kèo nèo. Kèo nèo á, nhà chỗ đó đó. Có kèo nèo nhiều lắm. Cha bứt kèo nèo về chấm với cá đem lên kho đó cả nhà. Ăn vậy mà nó ngon.
đụng cái dịch nó chết vậy, cái buồn tùm lum buồn mấy ngày trời luôn. Cái vậy cái mẹ má thấy không được rồi, mẹ mới chạy lên mà nói thôi để mẹ giữ cho con gì à? Cái mình về đây. Vậy là hai cha con mình giúp yêu cũng ăn xong rồi cả nha, ăn mà cũng không có hết được, cũng còn 6 trứng. Ăn không nổi chắc ăn quá. Hồi xưa con ăn học dịch lộn thì con cũng nhiều thiệt, nhưng mà bây giờ sao mình cũng ăn yếu rồi cả nha, không còn mạnh như ngày xưa. Làm quá rồi mà ăn từng giờ nó trứng vậy rồi. Trang được mấy trứng? Trang được mấy trứng? 4 trứng. Con như cũng được 5 trứng, cũng 4 trứng rồi. 5 trứng không? Thì nói chung cái hộp vịt lộn, hộp gà lộn này thì nó cũng tương đồng với hộp vịt lộn á nha, cũng mùi vị đồ cũng vậy á. Cũng ăn thấy sao? Cũng ngon á. Làm gì ăn ngon. Dạ. Rồi thì video của hai cha con mình giúp yêu cũng xin kết thúc ở đây cả nhà ơi. Nếu như cả nhà yêu thích kênh Miền Tây Yêu Phá Mily thì hãy nhấn bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh như cả nhà. Giờ thì hai cha con mình và Úc Yêu có ba cả nhà nha. Bye bye, bye, bye.